chơi cờ tỷ phú không nhỉ? Ok ghê. Nhưng mà mày có tiền trong GTA không? Ôi trời ơi, em có. Ôi trời ơi, thế thì được. Ừ. Thế bao nhiêu nào? Bao nhiêu đời ơi? Hợp lý nhất chắc là chơi khoảng mà thôi cứ chơi 2-3-4 đi. Chơi khoảng 2-3 ván là hợp lý. Hợp lý rồi anh ơi. Ừ. Em vừa ăn một ván rồi. Ăn lúc nào ấy? Ăn lúc tối ạ. Ăn của anh Chip với cả anh Ben là thằng tài ạ. À, ngon thế nhở. Bố béo chơi cờ tỷ phú tiền không? Tiền GTA không? Trời ơi, anh ngủ nhầm người, em đang có tiền đây nè. Ô kìa, đủ má, mày chơi ván bao nhiêu nào? 246 anh, à 248. Ui dồi, chơi 248 thôi. Chứ nhiều, 248 hợp lý anh. Chứ vậy. 234 chứ, bình thường là 234 mà. 234 á? 246 đấy. 246. 246 đi anh, 246 được. Ờ, thế vào mẹ mày đi, lên cam đi. Đây đây anh, để em chạy về thành phố cắt xe cái. Ừ, nhanh lên. Uầy, à, thế là thắng một ván thôi là mẹ mày yên tâm vậy đấy chưa? 246 là 12.000 ạ. Vãi piu. Mẹ mày thua thông 3 ván mất 18.000 thì cũng vãi lìn đấy. Ừ. Trời ơi. Là mình bet là mình chung tiền hết anh vậy. Thì thằng nhất ăn tất, thằng về thứ hai là 2.000, về thứ ba 4.000, về cuối 6.000. À. Ok chưa? Ok rồi. Thơm. À. Đây rồi. Ui. 6.000 đã. Ôi trời ơi, em đi trước này. À, đi thứ hai. Ui, lần đồn ngon thế à? Lần đồn kìa. Đây. Này xui vậy trời. Ôi. Ui, con khủng long đẹp thế nhở? Mua luôn. Khủng long may mắn của em 3 trận rồi đấy, bất bại. Bất bại. Milan men. Ôi trời ơi, double. Đỏ thế nhở? Double. Lên đần luôn nhở? Chuẩn bị vô tổ quá ta. London, ôi rồi. London, ô kìa. Anh Chín. London. Trời ơi. Anh ơi mà. Anh xin. Có cái thuyền trông đáng yêu đấy nhở? Lên đất. Tua. Ôi trời ơi. Ôi ôi. Mẹ ảm World Cup sớm thế nhở? Đây luôn chứ còn đâu nữa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 đấy. 7 ơi. Ui. Nhưng mà nó lại là double lè. Mai Lăng. Lên đình. Ô. Ôi trời ơi. Hợp lý thế nhở? Hợp lý thế nhở? London. Ôi trời. Ok hả? Rồi, nó chưa có nhà rồi. Mà may quá chưa có nhà. À có rồi. À có rồi à? Ai cũng vô nó vậy? Ba lốp ạ. Trời ơi nữa. Ai bảo phải chọn cái thuyền? New York. Cái biển. Ui 285 à. À, double lè. Ok kìa. Ở đây rồi. Ôi. Mua là đi đâu. Mẹ mà Huế vốn thế nhở? Ba sĩ. Đua tua ở địt mẹ. Anh Chín. Mua lại không nhở? Rồi đắt lắm. 4 cái nào? Không mua đâu. Ui, ở trong 7 luôn à. Mẹ mà 3 mảnh ngon nhất. Lần 7 luôn căng đấy nhờ. Ây chứ còn đâu nữa. Mà chỗ này ít đạp lắm. 10 củ. Đâu? Từ let me check, từ. My check cái. 10 củ. Uầy, chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc. Anh cảm ơn Nam nhá. Nam ơi. Uầy. Chết người Nam ơi. Bảo ít nói sao cho nó ngầu bây giờ nhờ. Anh à, cảm ơn Nam nhé, cảm ơn Nam nhiều. Thôi Nam ơi, thế là quá đủ rồi Nam ạ. Quá đủ internet trong một ngày rồi. Đấu 7 là bao nhiêu nhỉ? Anh cảm ơn Nam nhé. Ok ạ. Cảm ơn Nam. Cảm ơn em nhiều. Ôi, ơi, ăn phát top 1 cờ tỷ phú. Hôm nay có phải ngày vui trọn vẹn không? Ok ạ, sắp tầm vào đây nhờ. Mua luôn, ừ đúng. Đi nhanh quá thôi. Một trận ọp nha Nam ơi. No. Anh té đây, lỗi là tại Nam nha, Nam đồ đến nhiều quá. Cũng được. Làm cái nhà chó đủ KPI rồi được. Ồ, có một tiến lên nhá. Đủ chỉ tiêu rồi. Quá đủ chỉ tiêu cho một ngày rồi. Yeah. 2, 3, 4, London đê. 4 đê. 11 ạ. Ôi, London đây rồi. London. Đây rồi. Thôi xong rồi. Hôm nay sáng thế nhở.
nên chọn người win rồi. Hay giờ hơi khoai giờ. Ok kìa. Hay quá, được ít tiền, được ít tiền. Số 2, số 2. Ủa to. Ôi trời ơi, cái gì nhỉ? Thôi rồi, thôi rồi. Vào đây rồi. Ok kìa, mẹ ông quay mảnh Milan này cá kiếm thế nhở? Ôi bây giờ. Lót đạn. Ooh. Oh yeah. Đỡ bay bên đi. Quẩy nhân 2 lên thì thôi, cũng đắt đấy. Bao nhiêu nhỉ? Ôi trời ơi. Ô lốp. Ui ôi, mẹ mua lại níu ốc của nó luôn không nhở? Mua luôn ăn. Đéo đủ tiền. Ôi đây ôi, không sao không sao. U bãi biển được. U bãi biển đéo thì 7 nó có một bãi rồi. Đi, shit đi. 7 tí bán bây giờ này. Ui giời ơi. Ôi cơ hội, phá nhà. Phá nhà, ôi trời ơi. Đi tàu, đi rồi. Trời. Nhất được 6-10, nhất được 12.000 em ơi. 12.000 mẹ mày nhất một ván thôi là ấm thân rồi em ơi. Xe đổi qua được đôi nha. Nhất một ván là ấm anh ơi. Ơ kìa. Ôi bạn xin. Nhà này quái nha. Hết chỗ mua rồi. Ôi nhà này bạn phải bạn 9 lốp rồi đấy. Ô kìa, may quá. Hàng xóm tốt, hàng xóm tốt. Đéo thằng nào qua London nhờ. Tham quan tí. Ừ. Ok. Phá nhà. Đây cơ hội ạ. Ôi, thấy ra tù anh ơi. Đây rồi. Đâu vậy? Đâu vậy? Kích New York kìa. Mày hả? Nguy hiểm thế nhờ. Quá ta. Ừ, nguy hiểm thế nhờ. Trời đu. New York dễ đạp hơn. À, ừ, anh chín. Tokyo khó vô lắm anh ạ. Vân Ý. Thì cứ hay vậy. Mua luôn 7. Đấy. Ờ mua luôn đâu. Chết mẹ hai cũng lọt e hết vậy. Đây rồi. Ôi trời ơi. Lần đần rồi. Mẹ mẹ nó phải là như thế em ơi. Ui rồi rồi ôi. Mẹ ảo mày dẫm vào mất tích luôn. Ồ. Ôi. Mẹ ảo thơm quá. Mày quá. Ôi mày quá. Vô tù được không? Tokyo cũng được. Ủa chỉ cần thắng đúng một ván thôi, thề cho thắng đúng một ván thôi. Trời ơi. Hôm nay mất nhiều quá rồi. Mua hết đất luôn rồi ạ. Cái gì vậy trời. Không có tiền anh ơi. Dạ cho em xin. À mày đau thế, 4 lốp ạ. Kìa. No 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 please. No 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 no. Yes. Hai. Ok kìa. Hai 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 hai. Sydney rồi. Sydney Paris rồi. À đi đâu? Sydney. Ơ kìa. Ui anh xin. Ui bán nhà. Ôi thằng này thằng nghèo cái gì nè. Thề có 3 cái nhà. Sang 2 đều đủ. Bán Tokyo rồi. À đâu, đủ đâu. Bán Tokyo hả? À? Đen tới giờ. Thề em có 3 nhà. Mà anh cảm ơn Tuấn nhá. Bây giờ mình dẫm vào Osaka mình phải bán nhà này. Ui mày thế cơ hội. Ơ kìa. Bờ rô tách. Hợp lý. Trời ơi, bảo gì cái London luôn. Có ra em không vào rồi. Ui, đây rồi. Mà một cúp đó nữa thề. Một tour, bro. Chả không bảy Milan này. Chả khí mất ta. Hotel, lên hotel, hotel. Thôi, giữ tiền đi, giữ tiền đi. Ồ, không mua à, mua đi. Ồ, em giữ tiền, phòng thủ. Ok. Mua luôn, up hotel luôn. Không. Ủa, mày quá, hạt rẻ. Ơi, đâu cũng là nhà. Ôi địt mẹ. Trời ơi, ủa thế mà cũng làm được. Nó có nhiều nhà lắm. Ừ này nhiều nhà lắm bên đây. Ủa, anh cảm ơn Nam nhá. Thế được rồi Nam ạ. Anh quá hên rồi, hên quá là nó không tốt đâu Nam nhá. Hai nhà này đi. Anh chỉ win đúng ván thôi Nam ạ. Là anh off the team luôn. Quá đủ trong một ngày rồi. Không lẽ lại đắp bùa lại đi tiếp à? Trời ạ. Bây giờ nhím vô Osaka này đẹp. Ôi giời mày thế. Ôi trời ơi. Lấy chơi. Trời ơi sợ quá. À lọt kìa. Ừ hay lắm. Lọt bảy ơi. Chicago, Chicago rồi. Chicago. Osaka em ơi. Osaka em ơi. Quá Osaka, nhiều tiền luôn. Osaka luôn. Osaka luôn. Xong rồi vô Osaka up hotel luôn. 6 triệu. Mua luôn bảy ơi. Mua lấy chứ. Mình có lập rồi mình phải mua luôn. Nhiều tiền. Anh bảy nhiều tiền thế nhở. Ơ kìa, khổ lắm rồi. Milan này dẫm nhiều. Ủa, cái bảnh Milan kiếm nhiều tiền rồi đấy. Khổ lắm rồi. Mẹ bên dinh của tôi rồi.
Nào, đi chậm nhưng mà chắc rồi. Đéo mua. Mua luôn rồi. Đéo mua. Berlin là hợp lý. Chicago hợp lý nhất, đi được vào Berlin trong đi chết. Đấy. Chicago đi biết đâu dám ở kia. Không thể anh đâu không thể đổ ra hai được. Ê. Sao mà đổ ra hai được? Đổ ra hai Tokyo ấy. Không, ta đổ ra tao có tiền đéo đâu. Trời mẹ thằng này đỏ thế nhở. Mẹ thằng này đỏ quá rồi. Đây rồi. Ui giời một củ. Sao? Ok kìa. Ok ai chín. Hà em khổ lắm vậy. Còn đúng cái New York này. Double lè. Mẹ lấy lại đi nhở. Ui tự nhiên giàu ạ. Mua luôn nào ơi. Mua đi đâu. Mà nó có tiền. Đúng rồi, hai anh ơi. Chạy tay. Đúng ra mình nên để tiền mình xây cái Berlin với cả cái Rome mới đúng. Milan à. Thế không có tiền lên. Tokyo. Ui giời. Trời ơi, đi mà qua chỗ này khó thế nhờ. Trời ơi, 3 triệu xài sao hết. Ôi trời, bà xin. Bà xin. Bà New York luôn. Đã tới lúc rồi, bố béo ạ. Đen quá, nhìn đó nè. Ừ. Game chọn người win rồi. Ôi, vẫn sống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mẹ lại 9 à? Đéo giờ ra được số 9 luôn tề. Khó thế cũng làm được sao? Bà xin đi ạ. Ôi. Ôi. Mẹ nhà mày. Bắt. Đây rồi nhí bôi. Đây rồi nhí bôi. Ui giời đây rồi. Thôi. Mẹ sao lại như thế nhở? Vô lý thực sự luôn ấy. Leon này vào này. Leon này vào này. Leon ui giời. Hên quá. Ok á. Ok á. Hey. Khó vậy mà cũng làm được. Ok á. Bòn quá. Chết mẹ ơi. Bố bé hết đồ đấy bác. 10 rồi. 10. Ôi giời ơi, đắp bồ hay hơn quá. Vô tù survival em ơi. À mà chẳng nhẽ đổ ra 10. Chẳng nhẽ đổ ra 10. 8. Ôi, đây rồi. Lấy Berlin thôi. Ok á. Berlin là phải đi bộ lại. Thôi ra luôn chứ còn gì nữa. Liều ăn nhiều em ơi. Berlin xong anh vào Rome cái anh thắng rồi em nhìn lại đi bảy. Đi đâu vô Berlin. Berlin. Ok á. Ở đây rồi. Vài. Hai chết luôn rồi. Em không nhìn thấy một hàng à bảy. Em thấy rồi. Thấy một hàng luôn. Lại 100 đô. Trời ơi. Ngày hội đôi lết à. Đợi tôi một tí nhá, tôi chơi xong ván này đã các bạn. Tại vì cái trò này táp ra nó bị mất màn hình như này. Chết rồi, trái chủ up rồi. Cũng thua mất. Cũng khá là căng thẳng đấy. Đúng ra mình nên xây nhà 2 thôi, trời ơi. Gắt với lát. Leon Paris mà vẫn sinh 4. Ui kìa. Mua. Bố lố. Mua làm gì cả. Quê đổ win được. 2, 3, 4. Tránh 4 ra là được. Tránh 4 số tử. Tránh 4 số tử. Đỗ ơi. Tránh 4 ra Đỗ ơi. 4 là số tử Đỗ ơi. Ui. Mua rơm kìa đổ. Mua rơm là win anh Đỗ ơi. Anh để dành tiền. Không là không đủ mua rơm đâu. Đúng rồi anh Đỗ ơi. Rồi. Ôi đây rồi. Đây rồi. Ok á. Nó mua lại mẹ rồi. Em phải mua Berlin thôi. Không đỡ rồi. Căng đấy nhờ. Căng thế nhờ. Không sao đâu, mình có tiền. À lên hotel luôn đấy. Cái đấy đúng là mình nên xây nhà 2 thôi. Mình đi xây nhà 3 quả đấy hơi ngu. Nhưng mà thôi không sao. Làm lại từ đầu. Anh nhiều tiền mà. Anh đóng của nhà 2 lên. New York. Ui dồi ôi, Las Vegas. Mua luôn. Mua luôn. Đây rồi, đây rồi. Tiền đúng nhờ. Ok ạ, mua luôn em được cả một dãy kia có phải ngon hơn không? Mua được á. Ok ạ. Đắt lắm. Đắt là đắt thế nào? Anh đổ cơm bắt được. Ui kìa Osaka. Mua luôn em được cả dãy này có phải ngon không? Đúng không? Không được. Nhiều nhà chưa mua. Ở đây rồi. Căng thẳng quá. Mẹ chơi lớn đúng không nhỉ? Mẹ đéo có đủ tiền mua à? Não nhau quá. À cái này khách sạn mẹ rồi. Một
2, 3, 4, 5, 6, 7. Đỗ ơi, 7 là chết. Mày biết 7 là chết rồi, mày đổ vào nữa thì mày ăn lồn, Đỗ ơi. Ôi rồi nhờ. Thế nhờ. Thế nhờ. Thế nhờ. Nhà ba luôn ơi. Ô kìa. Mua luôn. Mua thôi. Lại mua cũng được. Mua được. Lên hotel luôn. Hotel luôn. Ủa thế anh phải vô Hamburg anh xe hotel nữa ơi, không có nguyên đấy. Anh phải đánh dần vào kinh tế của nó em ạ. Cái tí nó phải bán nhà đi em ạ. Ý. Ui giời. Ông ta hợp lý hơn. Nhà ba luôn là vãi cà tèo. OP. Một cụ. Ui giời. Thiếu tên nhở, nghe hết luôn à. Ui, mẹ thằng này chơi toàn lọt khe nhở. Khéo thực sự. Càng thế nhở. Ô kìa. Trời ơi. Đây rồi. Trời ơi. Mày đau thế. Ui, không sao, chui cho mày, chui mày. Ôi giời ơi. Ôi, mua lại được ấy. Ôi, mua được đúng không đâu. Anh biết rồi, nhưng mà có nên mua không này. Thôi dẫm một kia là anh phải bán nhà đấy. Ôi, anh mày mua thì anh được nhiều tiền. Mua được. Anh nghĩ là phải mua thôi, tại vì... Để em không đi nữa, em trốn trong ngày thôi. Ừ, mà cứ trốn đi. Em trốn thôi, không đi đâu. Đi đái phát anh ơi. Anh cứ chơi nha. Tôi kêu anh ơi. Đây rồi. Không, cái mảnh đấy xác định sau này anh bán à? Để đi thằng dòng. Hay anh ơi. Để anh ơi. Vô Tokyo xong mình đạp Sibile win luôn. Ui dồi ôi. Được thế rồi. Ít mẹ mày thề. Yếu hiểu sao cứ nhẫm cái mảnh Berlin này của nó hoài. Bán gà bà nà chứ bà ghét anh ơi. Không, cái đấy là Monopoly của anh em ơi. À. Bán Osaka, bán Osaka đi, bán Osaka, hợp lý này. Bây giờ anh có cái survey và cái Beijing của nó, anh mua lại một cái là hai Monopoly là anh thắng mẹ luôn rồi. Như nào rồi anh? Ừ, vẫn như thế em. Ngay anh. Khó nhỉ? À. Hay là năm các cấp sàn lên đi anh trai. Anh chơi liều phát này. Ui, cái chỗ đấy cũng ngon. London. Đấy, 1 triệu 2. À, bây giờ sợ vào Lyon với Paris. Ui, của nó thôi. Biết nghe mà. Đây rồi. Đâu rồi nhở? Ra đây xem vào. Ra đây. Yêu rồi, nghiêm lên. Trốn trong tù hợp lý rồi. À mày. Em xin. Ôi trời ơi. Ôi trời ôi. À mà cày vãi bìu thề. Đây rồi. Ui em được hòm luôn. Thề đen vãi lìn ý. Yêu hiểu kiểu gì. Yo, let's go. Let's go, man. Nóng máy lắm rồi. Đấy ơi. Mày áo lâu lắm rồi đi trước. Ui, lắp cái gắt kìa. Cái gắt ngon. Gắt kìa, Osaka kìa. Ok, sao lại mảnh rôm nhở? Em à? Em đi cuối à? Bây giờ đụng mảnh rôm. Tới ai nhở? À, tới em à? Oh, baby. Từng cái... Hong Kong. Số 12 đi. Đi toàn đấu 7 không à. Bị ám rồi. Ô kìa. Đây. Lại trăm nữa Huy. Trời ơi, cơ hội gì đây? Quá nhiều rồi Huy. Trời ơi, nhiều quá là anh lại bị lười làm đấy Huy ạ. À. Cảm ơn Huy nhá. Cảm ơn Huy nhiều. Làm gì có nhà để bảo vệ. Cảm ơn em. Ở đây rồi. Mẹ mình sắp dẫm vào thế nhờ. Đã
225k. À, hàng xóm. Hàng xóm, hàng xóm. Ơ kìa. Lúc nào cũng bị dâm kiểu này nhá. Để Để lâu mùa. Xin cái bãi biển đi. Ui giời. Ui ơ. Ơ kìa. Cái gì thế nhờ? Như thật nhờ. Đổ 2 lần 7 luôn ạ. Y chang game trước luôn ạ. Ok rồi. Ok. Mua luôn, mua luôn, Monopoly luôn. Không anh ơi. Ờ nghe cũng hay nhờ. Đây rồi. Đây mua đây đây này. 2 3 mẹ đổ ra 3 hoặc 5 nhờ. 3 hoặc 5, 5 hoặc 3 độ ơi. 3 hoặc 5, 5 hoặc 3 đúng một lần thôi độ ơi. Đúng một lần độ ơi. 3 hoặc 5, 5 hoặc 3 vàng nó nó. Ok. Thế lên hẳn 7 luôn ạ. Bây giờ cũng ngon này. 2 này. 2. Ok kìa. Ok kìa. Ok. Căng thế nhờ, anh bảy vô Bali xong quay về buộc tour cái nữa rồi sau Osaka này. Oh, anh cảm ơn Thò nhá, cảm ơn em. Osaka nhiều. Trời nhím đạp nhà anh đang muốn thắng lắm em ạ. Thắng đúng ván thôi là gỡ được vốn rồi. Đâu? Cái gì ơi? Hay lắm mẹ. Anh chưa mua cái gì đã hết mẹ tiền rồi anh ơi. Thời của em tới. Đây rồi. Đây rồi. Em vì cộng đồng. Vì cộng đồng nhá em ơi, vì cộng đồng nhá. Đấy 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 đấy. Đổ 10 sao không thế? Las Vegas. Thôi là xong rồi. À đây rồi. Ok kìa. Ui muốn nhiều nhà được quá. Được quá. Đồ quà điêu thế nào. Nhà ngon thế nhờ. Thời của em, thời của em. Nói hết sạch tiền rồi. Đi tù tầm này ngu thế chứ. Thế em đi toàn quả nào cũng dẫm nhà người khác. Ui. Thôi kìa. Ui. Đây là nào, đây là tinh ngờ bao biết. Căng 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 căng. Tại đi biển với đảo không à. Leon cũng ngon nhờ. Leon đi. Thì nó mình nhẫm vào Paris nó thành Monopoly không anh? Còn lên tiền nữa. Ui. Học đầu mà, vòng đầu mà, với cả nhà 2. Bay the bank. Xin 300.000. Hay lắm. Trời ơi. Mua luôn. Tải đen. Mua luôn tải đen. Không ở đây. Ở tấm nhà khác à. Vô bãi biển của anh nuôi nhím. Thiếu tiền quá. Ở đây rồi. 25.000. Ui, mua cái lắp đi. Ui, lắp trời ơi, nhìn đẹp đều quá nè. Kéo sót một mảnh nào luôn đi. Nè, lai ẩn lúc này, lai ẩn lúc này. Sao bây giờ? Trời ơi, vô chi nữa. Lắp cái gắt lắm nào rồi mà. Berlin, ở đây rồi. Ôi, ôi, chết con mẹ rồi. Để như vậy sớm vậy sao? Ok, kìa, xong đặt Osaka nha. Thôi, không sao. Bày quá, bày quá. Mình New York. Không, New York đập nhiều hơn nãy giờ thế này. Là hai vì cộng đồng, vì cộng đồng, vì cộng đồng. Thôi đập hai cái đi. Rồi. Sao? Cái hotel đi ngủ rồi. Ôi kìa. Trời ơi. Quá đời. 6 ra 7 mà. Mày thằng này giỏi nhờ. Cái 6 ra 7 á. Đập đất đen. Rồi, 1 triệu 3. Thơm phức. Ôi kìa. Come on, come on. Mẹ về động đất được nói, mẹ sập New York đi nhờ. Nhưng mà quan trọng là lại thuế. Thơm quá. Thế nặng tới giờ. Ô kìa. Giàu dữ vậy. Mẹ khắc đéo giả tiền thuế cho nó. Ở đây rồi. Tại biển thì nhím ơi. Này anh đổ vô New York này. Đâu cái gì đấy. Ok rồi. Được rồi. Tao vô New York được. Bà gì. Đây rồi. Làm đâu. Bao tiền đấy. Triệu. Bảy lốp. Ôi thằng này lớn ngơ nó đổi vận nhỉ. Ok kìa. Tokyo, đây rồi. Tokyo, Tokyo. Đổi mà anh bảy. Đổi đời. Ây da. Làm cái quật tô luôn. Cái này quá nhờ. Trời nó bao nhiêu tiền. Một tay lắm nhỉ. Mua đây, mua giúp bạn đây. Monopoly luôn. Chơi Chicago với Las Vegas ngon hơn. Hợp lý. Ui nhưng mẹ mà trước mặt nguy hiểm thế nhở. Từ từ đã, mình nên tham Las Vegas. Ui mày thế. Hay là mình up Tokyo. Las Vegas đi. Đây rồi. Hết trời rồi. Đi luôn ạ. Như là anh không bay được vào đây. Thôi thằng này nó bẩn lắm mày ạ. Nó lấm tí nó bắn nhà. 44.000 con mẹ. Để mà bay nó đủ tiền up hotel không chơi chứ. Khó. Berlin kìa, Berlin kìa. Nghỉ. Berlin kìa, anh ơi, nghỉ gì nữa. Berlin đúng không? Sao anh gôn vô được Chicago sao? À, được. Thôi, thấy phụ đến hợp lý hết à.
Thôi đạp vô chi cơ, đạp vô Berlin này. Làm sao để đủ tiền ta, nhà chó. 44.000 500k nhưng mà đi đi máy bay mất tiền. Ok kìa. Ui. Cái gì vậy? Hợp lý thế nhờ. Tí kia tiền anh bảy. Được, nhưng mà ok kìa. Giảm giá Osaka cho tí kìa. Hàng xóm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
13.000 thôi. 13.000 đồng không lẽ. Đây rồi. Ôi. Sao đéo vào Lyon nhở? Lâu lắm rồi đéo có đất mẹ đéo có người dẫm ấy. New York. Hay. Vừa khóc xong mua luôn. Đéo đủ tiền đây. À phải gắt. Ui. Ui rồi. Ôi. Nhím ơi. Đây rồi. Trời ơi, mất mà lòng nghe. Xuống nha, ai tỉnh sau em ơi, cảm ơn em nhiều nhá. Tổ chức rồi. Đây rồi. Phải đi tù đi. Một củ đỡ hơn 3 triệu. Trời ơi, double vô đây chứ. Bạn nhà anh Bảy ơi. Bán cho bãi biển gì, cho bãi biển. Bán bãi biển anh Bảy ơi. Đúng. Chịp bên nhà phía trước nhà nào. Ai có cái cọc Chicago cũng phải lắm. Bộ đê rồi. Nhà chó Chicago với cọc Las Vegas. À chẳng nhẽ đổ ra 4. Ây da. À, về nhà. Đây. Đi về nhà. Ở đây rồi. Ôi kìa, nó lên mẹ khách sạn luôn rồi. Lên hotel. Ôi. Toàn thế nhờ. Đây rồi, 784k. Ôi đi xa thế rồi. Vui thực sự. Thoát chết. Ui, thằng này cân hết nhờ. Ôi dồi ôi. Anh Chín. Mẹ thế nhờ. Anh Chín vừa nâng xong ạ. Ngon Milan. Chết mẹ oh yeah. Anh đổ nguyên khu cho này giàu được. Số 6. Tầm này vào tù ấm nhờ. Trời ơi. Trời ơi. Đây rồi. Người đầu tiên đi chứ. Đây rồi. Tổng có 1 triệu rồi anh. Từ nhá, từ nhá. 1 triệu phải bán hơi bị nhiều nhà em ơi. Đây đây đây. Beijing Venice. Bán biển. Đúng rồi biển. Ui chà. Đây thôi, có tiền khởi nghiệp vào thôi. Bán biển. Holy fuck. 1, 2, 3, 4, 4. Ui, 4 cái biển kìa mọi người ơi. 6. Trời ơi. Số 2 này. 6, 8, 10 đều chết. Vãi cả lìn thật. Số 2. 12. Số 2. Ui giời ơi. Kéo thực sự à. Ôi giời ơi. Mũi lực. Đúng. Đúng. Không. Chỗ này ôi giời ơi. Ôi. Đây rồi. Của thiên trả địa. Lại hết luôn à. Mày thế em không mua. Không phải bán nhà. Ở đây rồi. Đây là an toàn nhất. Vào đây là an toàn nhất. Đi lại vòng nữa mới thấy sợ đây này. Ok. Mọi người ơi. Để ý cù trên nha. Để ý cù trên nha mọi người ơi. Sai vớt kìa. 2, 3, 4, 5 đi. Ô kìa. Đây rồi. Ôi mẹ có 14 đồng ạ. À. Sống thì đéo nào được. Trời ơi, 44.000 vẫn phải bán nhà. Bán biển cái đâu ơi. Bán bán biển gần đây. Bán bán biển gần đây. Tạm biển, em ra em mua gì hả? Có ai mua nữa đâu. Đéo chuyện nó mua phát được 4 biển đúng không? Vô lý. Rồi. Đúng không? Không thực tế. Đúng. Đây rồi. Em xin 44.000. Chi phát. Ôi giời, cơ hội à? Được đấy. Ở nhà. Ôi, ui mày thế, địt mẹ. Ôi go to the world, ôi giời ơi. Ô kìa, mẹ đi được nửa vòng luôn. À đâu, ừ. 2 triệu. Ui, 1 triệu 3 luôn à. Không thấm lắm. À Chicago. Thì cái Chicago này. Thích ghê, sao lại có cái nhà ga đi mày ơi, ga đi mày ơi. Áp lực thế, mẹ hai thằng nó trong tù rồi. Ở nhà hai luôn à. Ôi trời, trời ơi, đỏ thế nhở. Mua lại cái xe phớt. Anh bày đỏ thế. Đâu, xe phớt. Chết tao rồi. Này bà, chết tao rồi.
Ui, tường thuế mà phải lại bán nhà rồi. Bán nhà, đổ bán nhà. Bán server đi. Ừ, bán hai nhà đi. Bán Disney nữa. Mẹ, bán một nhà thôi, tao bán cả khách sạn đi rồi đấy. Mẹ à. Phải mua tới hai căn lận rất là khó. Trời mày thế. Ok, mày thế nhở? Kéo sao mình vào tù đi nhở? Mày đứng được một vòng luôn à. Trời ơi, thì thằng này son thế nhở? Ê, ui, 2.5 triệu. Ui, nâng cấp cái lên 2.5 triệu à, vái cà phèo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 đi. Kháng sinh. Ui dồi ôi, khách sạn cũng được. Ôi, khách sạn thôi. Ui dồi ôi, căng nhá, căng nhá. Khu này khách sạn luôn là hơi căng đấy. Vậy đi. 4, 6, 8, 10. Ui dồi, cơ hội. 12. Ừ, phá nhà. Ừ, ừ, tặng nhà. Thành phố. Ừ. Tôi bạn ơi, tôi kém nhất. Tôi kém nhất. Thôi cho cái London thôi. Nhưng mà nhiễm có 3.5 triệu kìa. Cho tao cái London đi, để tao nghèo vãi lìn. Tài sản tôi ít, tài sản tôi ít đâu thôi. Cảm ơn bạn ơi. Cài thế à. Ô kìa, cứ dẫm cái này hoài vậy. Ôi cái cô cài kiếm quá. Nãy giờ chưa up được chứ. Trời Paris. Qua chỗ này căng thẳng thế à. Ôi, anh xin. Anh lìn rồi. Mẹ, bây giờ qua chỗ này căng thẳng thế nhờ. Chỗ này áp lực thế à. Ừ, mẹ vào 6 là chết luôn. Ôi trời, hơn quá, không sao. 6, 8, 10. Ui trời ơi. 6, 8, 10. Tránh ra. Osaka. Đầu tư 1.5 tỷ. Mày ơi, ôi trời. Happy birthday to me. Mẹ sợ đéo chịu được. Mọi người có vẻ như khá là yên bình. Ui, qua chỗ này cũng căng này. Ôi trời ơi. Ui, thế mà qua luôn được ạ. Đây rồi. Ôi, hay quá bồi. Cúp ngay lập tức. Cúp điện. Hay quá bồi, anh yêu em, I love you baby. Nhưng mà Ấn Độ sắp nhím mà. Cái gì ai? Bây giờ không có miếng đất nào ngon hết, em nên vì cộng đồng. Hết. Vì cộng đồng nhím ơi. Ừ. Chỉ có sai hết thôi. Em ơi, nâng cấp cái Las Vegas của em đi. Las Vegas của em có festival kìa, nhưng mà nó lại đang là nhà một kìa. Em đang có tiền. Tin anh. Chết mi baby. Chưa cần vào đâu. Xong rồi bé em đổ ở Osaka với cả Tokyo nữa thì ngày vui trọn vẹn đúng hơn. Không. Ờ, em lại chết nhanh hơn là sao. Nè, vô Osaka. Ôi trời ơi. Ôi mẹ ơi. Thế này. Ủa không sao. Ok à. Anh đúng là vì cộng đồng như thế mà. Trời ơi. Đấy em bảo rồi. Hết mẹ cửa rồi. Mọi người thấy combo đổ 3 xuất sắc win luôn chưa? Đầu tiên là 2 con 2 này. Ok. 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 Ok ơi, đấy ơi. Nhưng mà 2 con 2 để ra 4 chứ mấy 2 con 2 này. Địp mẹ có ông comment là anh ơi mua nhà đi anh để tiền làm gì? Địp mẹ bạn bị ngu lồn không? Ui ôi. Đéo đổ với đứa ô nhà thì mua vào cả. Đây rồi. Thực sự. Đây rồi, có tiền rồi. Đang căng thẳng, cứ ngồi comment ngu, đọc khó chịu thực sự. Thôi cái này đi. 1 triệu. Lỗi các bạn nha, nhưng thỉnh thoảng mà đọc mấy cái mình phải xả xả, mình đỡ bực đó. Mình cứ ôm trong người là mình bực lắm. Mình phải chửi. Tổng thống tôi, đi khen thôi. Default. Ui, chỉ cần đạp Tokyo là xong. Lắp lên đi. Mày à mà đấy, bây giờ lại cái hàng trước mặt này. Trông nó có nguy hiểm không? Nào. Osaka. Đi khách về luôn. Osaka. Ôi. Thì làm sao vì cộng đồng nữa đây? Em ơi, bây giờ phải làm sao để cho nó bán cả cái Tokyo đi cơ. Anh em mới đỡ sợ. Để chết người đấy. Ôi, anh bày bàn. Đấy, vì cộng đồng quá, mà cộng đồng vì mình là sao trời. 12. À, cũng đéo đến được cái Tokyo, đéo sợ. Ôi giời. Hơn quá. Không lấy ra số 4. Mất World Cup rồi. Không lấy ra số 4. Trời. Sao mà cái số 4 được. Ôi giời ơi. Ui, 12 luôn ạ. Đổ vãi lìn thật. Mua nhà 2 thôi. Bán cái xanh 2 luôn vào. Xong rồi nó vào Rome hoặc Milan. Ở đây rồi. Double vào mẹ tù rồi. Tù luôn à. Mẹ thích thế nhở. Cũng được. Cũng được như vậy. Ui mẹ à, mày mãi mới được đi máy bay một chuyến ạ. Qua Chicago. Ui trời ơi. Thôi rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Người đầu tiên rồi. Chỉ có vô nồi thôi. Ui trời ơi. À không sao. Ui trời ơi. Vô hoạt 50.000 nữa. Bây giờ mà không vô tù chỉ có vô nồi thôi. Ôi trời ơi. Này vô Osaka này.
Ok ở đây Huy ơi. Trời ơi anh chúc em xong rồi mà Huy. Come on chấp chấp. Em man thế Huy. Anh cảm ơn Huy nhá, anh cảm ơn em nhiều. Goodbye my love. Nay là hơi nhiều nha Huy nhá. Huy rút kinh nghiệm nha Huy. Huy làm thì chết anh ấy, trái tim anh tan nát. Trời ơi. Cảm ơn Huy nhá. Nhiều bẫy đây rồi. Trời ơi, vô đây làm gì nữa trời. Tao biết cọc hả? Đừng đổ double nữa. Đổ 3. Osaka rồi. Anh cảm ơn Tấn Huy nhá. Ui, không bớt luôn cái cọc. Chúng bây giờ đủ tiền. Chicago à. Hay là London nhỉ? London thì... Ôi trời ơi. Nếu ai đưa tiền cho mình là... Chicago mình thì có cơ hội đổ ra Tokyo là chết luôn. Nhưng nếu đi London thì mình còn ngấp ngoài được một tí. London, ừ. London lấy Queen đi thì hợp lý hơn. London xong tí đã đổ ra Paris một cái nữa mình mua lại là mình thắng. Đúng. Mẹ, chuẩn bài. Nhà ba luôn chứ còn gì nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 là thắng luôn. 10 thắng luôn. Mám, tầm này vào tù thôi. 10. Không, tầm này phải có người gánh ra chết. Quyết 2, ôi, chết con mẹ mày rồi. Ôi dồi ôi, vào cái Tokyo cái này xong rồi đây. Tokyo đền mẹ mày. Ôi dồi. 17 triệu. Xin tồn thôi. Chỉ cần sống. Không cần nhà. Ôi dồi mày thế. Rồi chú anh chấp. Protect. Ờ, protect Barry luôn. Protect Barry là anh. Là việc khác đây rồi. Ok kìa. Em lại chiều anh thế nhở. Trời ơi. Sao vậy nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7. Ok kìa. Đây ơi. Hay. Đúng đời à. Leon. Động đất cái Leon này khó chịu. Hợp lý. Đấy, vẫn được mà anh. Động đất cái Osaka. New York. Ừ nhờ cái Osaka cũng được. Cơ hội. Đến rồi tổ chức quân cấp. Bán thành phố à. Ở đây rồi. Cái này thì bảo vệ đúng không? Mẹ bắt buộc phải bán cái này rồi. Bán cái nào vậy? À nhưng mà mày vẫn được tiền. Nhưng mà mày vẫn được tiền. Mày được tiền mà. Nhưng mà ớt anh à. Vô tù. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Mẹ vừa bán đi xong. Cấm được cái cọc xuống là 16 triệu bên kia rồi. Bán biển làm gì các bạn, bây giờ tôi vào Berkeley là tôi win rồi. Tôi lấy Seaford làm gì nữa. Vì cộng đồng nhá, vì cộng đồng ui nhá. Ui mày thế. Vì cộng đồng nhá mọi người ơi. Ôi trời ơi, sang 2 nữa, mua của em mua lên 7. Không, anh đổi vô bánh lên là đủ win kìa. Đây, để em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ở đây rồi. Cũng vậy à, đổ đeo lên được. Thì cũng vậy rồi. Thôi, cứ ấy. Cứ up lên đi. Ok, máy up để cho thằng này nó lại có tiền à. Đang muốn cho nó bán cái Tokyo đi mà. Trời ơi, em dại thế. Bây giờ nó dẫm mấy phát đấy, cũng phải nó phải bán nhà chưa. Trời ơi, bé bồ ơi. Không sao. 1, 2, 3, 4. Mẹ à, mày cái số 4 này. Loanh quanh thế nhờ. Ui dồi ôi, bảo ra 6 á. Không được ra đây, bây giờ luôn. Có ai đâm đầu vô cái Verni ấy, xong mua lại. Hay đâm đầu vô cái Hambus luôn. Mua lại. Đây rồi, hơi nhiễm rồi, không phải là cái đó. Không phải là cái đó. Ok, anh Huy, anh em cũng trực tiếp là ủng hộ kinh tế cho gia đình anh cũng cảm ơn Huy Lâm nhá. Anh cảm ơn em nhiều. Nhưng mà Huy ạ, hôm nay mình donate nhiều quá rồi. Nhá, mình ngồi xem game đi Huy. Anh cảm ơn Huy nhá. Cảm ơn em. Ngại quá. Cảm ơn Huy nhá. Cảm quá. Ôi trời ơi. Nhà mình làm gì nữa vậy trời. Thì mà sao giống em đi theo anh Bảy lắm. Thầy em đi theo anh Bảy này. Ở đấy tôi phải cái X2 còn chưa dẫm này. Dẫm cái đổi vận luôn này. Ôi trời ơi. Quế. Chết mẹ rồi, bây giờ dẫm vào Las Vegas hay New York là mất triệu mấy à. New York. Ui, nhà cũ. Gì vậy ta? Trời ơi, còn vô cái này nữa chứ. Vô cái Vinny đi. Trời ơi, tôi áp lực quá.
Trời ơi, mua luôn. Được, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó theo luôn, nó theo luôn. Nó theo luôn. Bật bật luôn. Một đường có độ lại mới được. Bịt lại, bịt lại. Rồi, chúng ta phải bịt lại, bịt lại, bịt lại. Vì là vì nhau luôn. Vì cộng đồng, vì cộng đồng. Đấy. Ai rồi. Trời ơi, áp lực quá. Đã cửa trên mà. Thôi độ vào Tokyo này. Ui mày thế rồi mà. Đóng thế cũng được. Trời ơi, sợ đếm chịu được. Cảm ơn Mắc nhá. Mẹ nghèo quá. Đi ai cũng kèo quá, cái mối đâu nhỉ. Em đi lốt tên này kèo chết luôn đi. Đây là trả tiền, là trả tiền, là trả tiền vì cộng đồng, là vì cộng đồng. Đây này, đây này, đây này, đây này. Cấp khách sạn đây. Mẹ cứ đánh vào kinh tế thế đi. Xong tí phải bán nhà. Ồ. Trời ơi quá, mày trả lại xíu, trả lại xíu. Anh đổi vô Vin này. Trời ơi, sao vô cái sống nghe kìa. Ôi cái này, ôi cái trời thương. Trời thương, trời thương luôn ấy. Nhiều tê giờ. Đây rồi, ok. Đây rồi. Tập này chúng nó cứ dẫm là chúng nó phải bán nhà thôi. Còn mình thì kinh tế chắc, mình cứ từ từ, mình túc tắc. Ấy. Chơi là phải như thế, hiểu không? Tập này vào tù là hợp lý này. Không vô được cái... Ôi trời ơi, cơ hội gì nữa? Lại cơ hội kìa. Trời mày đóng thuế. Bây giờ mai ga đạp vô quanh cấp. Sao ba anh em mình cứ nghèo nghèo sao? Ba anh em mình cứ hãy chết. Đi chậm thôi. Ba đi. Ôi trời ơi. Muốn hotel bên kia rồi. Có ai này, có ai trả 6.000 này. Ừ, thôi xin tổn thôi. Trả 2.000 là được. Ô kìa, Chicago luôn ạ. Đéo có tiền. Ờ. Ôi, nhiễm độc là nó chết luôn. Ờ, ok, cũng được. Cơ hội gì? Start. Ừ. Yes. Chuyến tàu cuối cùng ra. Trời nào. Ơi, mẹ đỏ thế nhờ. Ủa, gì đây, cái gì đây? Nào luôn ạ. À. Ôi, 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 ôi. Mẹ, mà có điểm rồi, có điểm rồi. Trời ơi, nhiễm ơi. Cho em vua tôi vào vào đảo luôn. Nào, nhiễm xong rồi, nhiễm xong rồi. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, áp lực quá, trời ơi, ơi. Chết mẹ rồi. Đâu, em nhớ mọi người đứng ở đây, ok, ok. Không, em góp nhiều ít quá rồi, Huy Lâm ạ. Anh cảm ơn em nhá, anh cảm ơn Huy nhiều. Anh kiểu, ơi, xem game đi Huy. Game đang bánh cuốn quá Huy. Phải lên là. Ờ, bán nhà, ờ, bán Thượng Hải, bán Berlin. Bán Thượng Hải là đủ không. Thôi. Em bán Thượng Hải là đủ. Đặt khu kinh tế, đặt khu kinh tế. Thì không phải bô cứu đâu các bạn. Bây giờ tôi đổi ra 2 thì tôi ăn cứt à. Nhưng mà trên đời này tôi chưa thấy thằng nào đổi ra 2 cả, hiểu không? Ấy. Trời ơi, chơi vào tù, chơi vào tù. Bảy New York anh Bảy ơi, New York anh Bảy ơi. Vào tù, vào tù. Ui giời. Mình có nên đột phá không ta? Ôi làm bãi biển đi, cho vui. Mình có nên để ra một cái mình lấy World Championship mình đặt vô cái Tokyo không ta? Đột phá đi anh, ôi trời ơi. Cảm đột phá luôn. Đột phá đi. Đột phá luôn. Đột phá luôn, đấu 8 luôn. Điệt mày đấu 7. Đúng rồi. Kéo có tiền mua lại, ừ. Vô New York lắm, nhớ vô New York lắm. Ơ kìa. Đây rồi. Bán nhà, bán Berlin, bán Verny, vừa cất tài hai luôn. Kìa, lỗ hổng kìa, lỗ hổng, lỗ hổng. Em không vì cộng đồng được nữa nha, phải ơi. 1, 2, 3, 4, 5, tránh 5 ra là được. Để anh vì cộng đồng cho em, chờ anh sắp vô New York rồi. Em không vì cộng đồng được nữa rồi nhá. Chịu, no, 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 no. Anh xin. Bye bye. Đỏ thế nhờ. Đây, bô béo ơi. Thôi, em để lại bãi biển cho em đi du lịch vậy. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, Las Vegas, Las Vegas, Las Vegas. Sinh tồn à, sinh tồn à. New York, New York, New York. Ôi trời ơi. Từ đó có nên không ta? Game trọng người win rồi. Anh nghĩ là em nên mua lại vậy ạ. Tiền mua Berlin kìa. Mua lại đi, không anh thắng đấy. Ok, đéo mua à? Ừ. Đâu, anh còn phải mua nhiều mảnh lắm. Phải 22 mảnh đúng không? Mẹ thế này mà còn thua nữa thì thôi đấy. Ôi trời ơi, nhà tôi, oh my god. Game chọn, game chọn không win rồi. Em không chọn vì cộng đồng được nghe anh Bảy. Chịu. Em chọn người win rồi. Ôi trời ơi. Chủ nhân của giải thưởng 8.000 đô ngày hôm nay. Có tiền.
anh Trần Thái Ở kìa sao con kiểu vậy? Hết tiền rồi em ơi. Hết tiền rồi. Trời ơi. Đèn thế nhỉ? Trừ 6.000. Ở kìa đây rồi. Mua hôm? Không anh ơi. Để tìm mua Las Vegas. Ô cơ hội. Cơ hội lắm. Detroit. Detroit được mỗi cái nhà này. Má. Trời ơi, vừa mới xây lên luôn. Đây này, anh đổ nó đéo phải cúp điện nhờ. Anh đổ vô New York này. Come here, come here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Come here, come here. 11 là chết luôn. Come here, come here. Ok à. Ok, đúng. Come here. Phải bán luôn. Phải bán luôn. Bán New York không? Bán nhà rồi. Ôi trời ơi, cửa thẳng rồi. Tê được rồi mà. Không đủ. Không đủ à? Không đủ luôn. Sao lại chịu ăn? Không đủ luôn. Không đủ. Mất bán hai nhà rồi, cái địch. Ôi trời ơi. Mày khâm hia hả? Không còn gì để nói. Thề không đâu, còn anh bảy ăn mua championship vẫn win được. Thề anh bảy ơi. Để anh tính cho championship là ngon rồi. Ủa championship? Ừ đây rồi Berlin. Mua nhà 2 thôi. Mua nhà nào cũng vậy à? Không, nhà nào cũng thế. Thôi chơi gì nữa. Ok, đây rồi. Đặt khu kinh tế lại nào. Xong tí dẫm vào cút lại bán đi này. 760. Đây rồi. Ồ may quá, mình vừa mới mua xong mà. Ủa Las Vegas kìa. Ở đây rồi anh Bảy ơi, combat anh Bảy ơi. Sao combat đi em? Khó. Sao vậy ta? Đường đi nó cứ khó khăn quá. Khó sao bây giờ em vô quật tour đặt vào Osaka thì may ra này. Cơm bắt được. 1 mono, 2 mono, Las Vegas phát nữa. Las Vegas hợp lý nhất rồi nhỉ? Las Vegas rồi anh, làm tiền thôi. Bên dưới còn có Beijing nữa. Không là mình sẽ đổ vào Paris luôn. Tại vì đổ Osaka với cả Tokyo bên mình có tiền mà, mình không sợ. Ôi sao anh không vô Vin sao anh đổ vô Berlin là win luôn rồi. Mà cũng nhiều cửa mà em, thì bên anh đổ ở Paris cũng win luôn đúng không? À. Như thế cả. Rồi nhau mà. Đắp đúng rồi, quá. Nhiều cửa quá. Nhiều quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Úi dồi, Huy ơi, bên anh đổ số 7 là ăn cứt luôn. Anh cảm ơn Huy nhá, anh cảm ơn em. Ui. Ôi trời ơi. Trời ơi. Cái Tokyo cảm ơn Huy nhá. Xây ra giống như là để đẹp. Đẹp có mỗi mình tham quan à. Cái phát luôn. Ôi trời ơi. Tự xây đi mình tự tham quan luôn à. Đéo có tiền không mua có tiền. Bán tiền bán nhà luôn thề. Trầm cảm. Trầm cảm luôn. Quá buồn anh Bảy à. Lay lắt ạ. Giờ làm gì bây giờ. Trời ơi Sevilla luôn. Ôi trời ơi. Nhiều làm cửa thế này thì làm sao mà bật hết được. Thôi sao. Úi giời Hamburg ạ. Mẹ đéo vào Berlin nhờ. New York cũng thắng, Paris cũng thắng, Berlin cũng thắng. Bây giờ đéo có World Cup đéo sợ rồi. Cơ hội động đất bãi biển, sao mày mua? Wow. Ui, là u à? Không, mày chết một người rồi không tính u được. Thôi em đi trước đây. Thôi đi thôi. Bye bye. Bye bye. Không lẽ vô lý vậy sao ta? Trời ơi, vẫn ngáp được. 2, 3, 4, 5, 6, okay, 7, 8, 9, 10. Ok, thích gì nữa. 2 hoặc 10. 2 hoặc 10. Ok, cơ hội. Deep cao. Wow, cũng được nhá, hợp lý nhá. Nặng đầu quá. Cơ hội. Ok, vô đây làm đéo gì nữa. Chờ chết à, chờ thua à. Ôi dồi ôi, em đi đây, bye bye. Chào tàu đô. Bây giờ xuống đây để làm gì trời. Nếu có tiền để đi ra luôn ạ. Chịp cút. Ô kìa lắm cơ hội thế. Động đất. Động đất cái gì anh, động đất đại đi anh. Trời nó nghe cái nó của mình là đẹp rồi.
đúng là động đất mẹ một biển nó đi không nhỉ? Đồ cứ win nhiều quá. Ui, đồng quốc ngoài biển luôn. Hợp lý nhất rồi em, Berlin anh mua lại được mà. Thôi mày. Trời nãy mà mình đổ. Ui, vào bờ à, vào vào tù hay quá. Mẹ ra chứ nhở, tầm mày đang nhiều tiền mà sợ đéo gì. Mẹ mình ra để win chứ. Ui, xài tiền ra luôn ạ. Toàn nhà anh đồ, anh đồ có thẻ mà. Ui rồi ôi, ôi. Lại có đít cao 50% mà. Cao mà đấy chứ. Ôi cả lìn thật. Tokyo đi đây. Đạp một lần thôi rồi em thua cũng được thật. Ôi đạp thật. Ôi trời ơi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Comeback anh Bảy ơi. Mình lấy lên chiếc chào như đó thôi. Comeback, 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 comeback. Trời ơi, thêm một cửa win nữa hả? Thêm cửa nữa này. Thêm một cửa win nữa kìa, bước sau hết. Khó cho anh vô, Bảy ơi. Vô Berlin là xây cái hotel. Thế thôi, xong thì thôi thối quanh đây rồi. Trời ơi, nhiều cửa lắm luôn ấy. Bây giờ mình bích hết mới là hay này. Rồi xong luôn. Xong luôn. Hay luôn. Tới luôn. Tới công chuyện luôn. Lại cơ hội. Đủ má đời. Vô tù. Anh có cái thẻ mà không? Xong rồi anh Bảy ơi. Ôi trời ơi. Càng đây càng biết tiền hay sao ấy. Rồi xong mình Bảy ơi. Chơi bời. Bye bye love. Root my father. Bây giờ anh cần một cái thẻ championship. Xong rồi vô Tokyo. Xong rồi anh đậu móc qua cái thẻ đi vô ô championship. À, vẫn phiêu lưu thế nhở. Căng thế nhở. Chưa thấy win đâu cả. Về vào World Tour cái bay Paris cả thắng rồi. Cơ hội. Ôi giời ơi. Kìa, em thích về nhà em nhở. Em thấy hiểu. Lại cơ hội. Lại cơ hội. Đây rồi. Đón đầu nó nào. Cái gì vậy? Nó chuẩn bị đi đâu nhở. Thằng này thích đi London chơi lắm. Trời ơi, cái thẻ đó của mình luôn đó. Nãy giờ đọc ra cái nào là mất cái thẻ đó hả trời. Ui quá. Nào. Ui. Không sao, không sao. Dẫm vào London đi em. Chơi tiếp. Cho nó phục. Ui. Ui. Anh Bảy ơi. Anh vừa giữ lại một nhà rồi anh Bảy ơi. Giữ lại Tokyo rồi anh Bảy ơi. Anh bán biển đi, bán biển đi, bán biển đi. Ôi ôi, chơi bời nữa vậy chứ. Vẫn giữ lại cái Tokyo ạ. Mày hy vọng một ngày nào mày vào được World Cup à? Đổi đời luôn đây. Khó lắm. Ôi trời ơi. Đấy anh win đây, anh nhiều cỡ lắm luôn rồi đó. Bán tao đang win được thế nó mới cay chứ. Mà tí tao thua nữa mới gọi là nhục này. Đéo thua được, giờ nhiều tiền lắm rồi. Trời đây rồi. Rồi. Xong. À, chắc xong rồi đó. Xong rồi đấy, xong rồi đấy. Hai căn kia không? Không bán. Trời, vẫn đủ. Vẫn đủ. Đây dòng cuối này. Ừ, cảm ơn quý lắm. Dòng cuối quá luôn. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn em, chúc hai đứa may mắn nhá. Cảm ơn em. Lại mẹ ăn cơ hội. Protect. Protect Las Vegas. Ôi giời ơi. Sắp đi đâu nhỉ? Chỗ quan cấp nữa này. À, chỗ ấy nhiều tiền rồi, cho chỗ này nó nhiều tiền hơn đi. Giờ nó dẫm đâu chả chết. Đi đó, đi đúng một vòng thôi mà. Kìa vẫn sống. Ô kìa. Ôi ôi nhiều cửa. Mẹ thêm nhiều cả cửa biển nữa luôn ạ. Thế vẫn đéo về. Thế cú đéo chịu được. Giờ chỉ có đi sang 2 này, xong rồi World Championship là sống này. Ui dồi ôi, bán nốt cái Tokyo. Thua chưa? Bạch cút chưa? Mày gấp bánh này. Chịp cút. Trời ơi, bye bye anh bày bóng. Tính tiền. Nhưng mà toàn bức tranh của nhà người ta không nè. Ôi dồi ôi, thua 8.000 à. Bái bèo. Ui hòm luôn ạ. Học bên nào? Gì đây? Lưu nhiêu giờ 6.000 cũng 8.000 luôn. Ôi, anh em mình thua 8.000 đều luôn ấy, không vậy? Đúng vậy. Nào tính tiền xem mà âm như nào nhỉ? Âm dương như nào nhỉ? Mà... có chơi tiếp không? Có làm ván cuối không? Gỡ không?
gỡ luôn thì tùy các em thôi, khổ quá. Gỡ luôn à? Ừ thì gỡ luôn. Em đen thế nhở? Đây rồi. Không phải, phải thì thua 12k, không thì quầy vốn anh Bảy à. Đúng, anh em mình là vậy. Mẹ tự nhiên thằng có vào thì tự tin thế nhở? Vui thực sự. Dậu. Ôi, mày được đi trước luôn này. Trời ơi. Xin đi lên đâu luôn kìa. Lên đâu xin đi kìa. Đây Dinh. Còn miệng, ôi mạng. Mẹ ám đình thực sự. Hai cái chỗ đấy phát lìn thế nhở? Mua được hai chỗ đấy thì thôi. Lấy cái lần đền trước cho nó an toàn. Ok kìa. Ôi kìa. Ok kìa. Rất là đây nhờ. Mẹ cái gì thế nhở? Tại thế. Sao lại thế? Có cái gì đó. Ui hàng xóm. Mà đổ. Sao toàn đi cuối vậy? Tối sáng à, vừa nít đấy. Ơi giời đấy. Đấy rồi. Lúc nào cũng thế. Ơ kìa. Nó thì cả game ta đèo phá cái Hồng Kông luôn. Anh đổ vào chỗ 4 thì thật sự là hay thật sự. Đây rồi. Sydney của anh. Không cần nói nhiều. Ông nhưng mà may hay nhà này khác nhau ấy chứ. Chứ không cùng một nhà ba luôn rồi. Úi giời ơi, vì cộng đồng tí nào. Chicago lấy phải gắt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ơ kìa. Mua luôn nhờ, lấy Madrid luôn. Mua làm đéo gì, trời ơi. Đúng rồi, mua làm gì anh ơi. Tưởng mua thật, giật hết cả mình. Cơ hội. Cúp con mẹ nó đi ấn. Cấp bắt đầu anh nhờ. Luân đồn này. Luân đồn này. Luân đồn này, quái đồ ơi. Sao lại như thế, tôi kêu nguy hiểm hơn nè. Đâu là đồn nhiều tiền hơn chứ. Bây giờ mới nguy hiểm này. Tokyo nãy giờ là mang ra tiền, lên lên ngay vô đâu. Đó, thấy chưa. Tokyo khó dẫm lắm, Tokyo khó dẫm lắm. Wow, bán nhà. Ê, Mạnh Bảy ơi, thầy. Ê, Mạnh Bảy ơi, Sydney kìa. Em cho em Monopoly luôn. Cho em Mạnh Bảy ơi. Em Mạnh Bảy ơi. Thật mà. Đúng rồi. Hay lắm. Trời ơi. Ơi. Hay lắm Mạnh Bảy ơi. Hợp lý Bảy ơi. Cày thế nhờ. Vì cộng đồng nào, vì cộng đồng. Có nhờ. Ôi trời ơi, đây rồi. Đây rồi. Đây chứ anh Bảy ơi. Sao anh bảo tôi vô không ai bảo. Trời ơi. Anh đổ không ăn được bao nhiêu hết. Có mùi gì thôi thôi anh đây rồi. Em chua đâu ai vô đâu. Anh biêu rồi. Ta phải gắt. Ơ kìa. Hai nhà vào rồi. Thơm thế nhỉ. Ừ đây rồi. Chít đi. Chít đi. Trời ơi quật luôn luôn à. Trời ơi. Chít đi chứ còn gì nữa bro. Trời ơi. Phá nhau chê cha tụi nó xanh quá kìa. Mày, mày bán này thoi thóp thế nhở? Căng thẳng nhờ. Đây rồi. Mẹ mày lấy lại những gì đã mất nào. Ủa không có nhà nào thấy hết. Hàm bớt thôi. Đi tù được không ta? Đi tù có sớm không ta? Ở đâu đi tù là ừ, cả đời. Có cái Tokyo này hợp lý. Vernie chứ. Vernie là nhiều tiền nhất. Không, nhưng mà hàm bớt dễ dẫm hơn này mà. Vernie ít dẫm lắm. Ui, 600. Ui dồi mày thế. Ủa kìa. Brooklyn. Mua luôn. Đâu cũng có nhà hết rồi. Đỏ thế nhờ. Osaka cái nhờ. Số 4 là hợp lý này. Thề dẫm quả ấy, bần hết cả người ạ. Ít thế. Không bây giờ không, chắc mà không vào Tokyo nữa đâu ạ. Thề là 2 nhà này để bán. 3 nhà để bán. Kiếm thế đủ rồi. Ôi kìa. 3 nhà để bán cũng được. Ui dồi ôi. Đây rồi. Thì mẹ mẹ cái thuật toán của trò đầu cặc này ngu đéo chịu được thề. Đi này thì thua rồi. Luôn rồi còn đéo nữa, chơi đéo gì nữa. Osaka. Cảm ơn Kiệt nha, cảm ơn em. Đen thế. Đéo thằng nào vào Hamburg để phục hồi kinh tế cái nhở. Ui, mày à, mày sống chết cũng phải mua lại. Đéo đủ tiền à, holy fuck. Ui rồi mày thế. Ôi, mua luôn Monopoly. Mua luôn không nhở? Trời ơi. Mua luôn chứ còn gì nữa. Đâu chứ còn gì nữa. Đúng đời. Mua lên Up Hotel đúng không? Đúng không? Lại trả đúng đi. Ừ, anh cảm ơn Bạch Bao nhá, cảm ơn em. Em không, nhưng mà dập vô thì cũng bán nhà. Không đủ đó. Ây à, cũng được, cũng được. Ui, không đủ up lên hotel. Ây trời ơi.
cũng được, đây rồi, hồi phục kinh tế rồi. Ừ, biết tính mua ở con nhà phía góc dưới. Hơn nghìn rồi Huy ạ. Lắp phải gắt. Đây rồi. Thầy cho nó chắc cướp. Chẳng lắp được. Vậy cho nó chắc cướp. Ra là anh rất là ngại tại vì cứ bình thường mà có người donate nhiều ấy là anh sẽ không biết nói gì cả Huy ạ. Thế nó mới khổ, ngoài cái lời cảm ơn nó cứ lặp đi lặp lại một cách công nghiệp ra, nó khó xử ở một cái chỗ đấy cơ. Nên là bình thường nếu như mà có ai donate nhiều anh luôn bảo người ta là thôi các bạn ơi hôm nay donate nhiều lắm rồi đừng donate nữa. Nhiều khi tôi ngại dã man ra. Nhưng mà thôi bạn lỡ rồi thì tôi vẫn nhận Huy nhá. Cảm ơn Huy nhá, cảm ơn em nhiều. Nhưng mà thôi thế là quá nhiều rồi Huy ạ. Anh cảm ơn Huy nhá. Cảm ơn em nhiều, cảm ơn em. Chúc con số 11 của em sẽ may mắn nhá. Số 11 là biển số Cao Bằng nhà anh đấy. Hồi nãy lên tới hotel đây. Ôi rồi ôi. Ủa gì bán nhà rồi. Đây rồi. Phục hồi kinh tế rồi. Mẹ ván này mà cú bách được thì mới hay này. Nhưng mà còn nhiều nhà quá. Bây giờ ra vô tham bớt 180 đô. Vô Sydney là chết em mẹ ơi. Ui rồi ôi ra luôn ạ. Mẹ em nói thì anh ngại quá. Ây trời. Con Duy chắc có thể nhiều. Ô kìa. Ô kìa. Lại nữa. Ô kìa anh cảm ơn nhá. Cú bách rồi. Ui, mẹ mỗi lần quả Huy donate một cái là mình kiểu bị đổi vận vậy đấy. Còn hai đứa. Đây ơi. Tham bớt còn đâu nữa. Sydney em ơi, Sydney 1.3 kìa. Sydney em bái ái anh. Sydney đây rồi, tham bớt anh ơi. Tham bớt, tham bớt, tham bớt. Tham bớt. Anh đang dầu dớt, tham bớt, tham bớt. Tham bớt gì mẹ, mày nhìn cái Sydney kìa. Trời ơi. Sydney em lên khách sạn rồi. Sydney lên khách sạn rồi. Ok, ok kêu à. Ôi giời ơi. Cái mảnh đất này nó đang làm ăn ra vô nhiều quá. Mẹ, cái mảnh đấy tao dẫm mất 1.2 đấy đấy. Anh bảy bóng ơi. Anh bảy bóng ơi. Anh này nguy hiểm hơn. Nhưng mà em nghèo. Nó nói đúng rồi, nó nói đúng rồi. Em nghèo thì nó khác. Dùng thẻ luôn chứ còn gì nữa. Chơi đi kem ơi. Thôi chứ quên cấp. Ok. Ok, anh lại xin. Ui, cái mảnh này màu vỡ thực sự ấy. Ba người vào rồi. Ô kìa. Ô kìa. Trời ơi. Ơi. Mẹ mày mặn vậy. Lắm mà đồ ơi. Đây rồi. Osaka. Cầm ba. Đúng vậy. T12 người. Ô cái Tokyo đi đâu rồi. Mẹ rồi. Lại lại lát rồi. Ôi rồi mày thế. Ui rồi ôi. Đéo có tiền mua lại luôn. Thề biết thì đéo mua cái Osaka nữa. Ôi trời ơi, anh ơi. Ok, mẹ mua Osaka hợp lý thế nhở. My, my love. Thế tôi bảo mua, các bạn cứ cản tôi. Hợp lý. Đây vừa gọi là đầu tư. Mua quả chiêu vô sai quá. Sai từ lúc đấy rồi. Xuống dần luôn. Em tưởng lên được hotel, mẹ. Ôi, anh xin. Mày ơi. Mẹ, cái Osaka này làm sao ý. Không lẽ em vô nữa. Em bảo anh rồi, anh phá nhà giàu nhất anh mày ạ. 90.000 cũng tạm được. Không vào được Tokyo đâu. Không mua à? Ai biết được. Đi đi. Đi đi cái đéo đi. Em hết tiền rồi. Sydney, Sydney. Đập em thôi. Sydney nhím ơi. Ôi trời ơi. Ôi vừa xây lên khang trang cái nhím vào luôn. Đồ ham vui. Đen thế nhỉ. Ồ ở trong nhà nó ủa. Anh độ kiểu rỉa rỉa cũng nhiều phết đấy. Nhiều mà. Xong rồi tao lại đi, tao lại mất 1.3 với mày. Đi này, chết đi này. Ôi trời ơi. Cảm ơn Bích ạ. À không, anh không chơi thuốc lá điện tử Bích ạ. Cảm ơn em. Đây rồi. Anh hay chưa mua Chicago là lời mà. Ui trời ơi, Berlin. Mua luôn. Mua lại à? Được. Mua Las Vegas kìa. Las Vegas là đẹp này, đẹp trai này. Las Vegas. Sydney này. Oh baby. Mẹ khéo thế nhờ, mẹ Monopoly luôn ạ. Đây rồi, nâng tiền lên, nâng tiền lên. Yeah. Ủa trời ơi. Mẹ này mặt đắng rồi. Thực sự ạ. Thôi, đã tới lúc lên đảo rồi. Ôi, tao cũng muốn vào tù ngồi quá. Ôi. Đây rồi. Ơi, nhẹ nhất trong đây rồi đấy. Mọi người bán nhà bớt đã. Không bè phải làm sao cho thằng nhím nó bán bớt đi, nó đang ít tiền kìa. Đúng rồi. Sao lại thế? Phải làm anh nghèo đi chứ. Ui, Thượng Hải. Hải em. Sydney, 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 Sydney. Anh lên được cái London mới được. Sydney. Ôi trời ơi. Ôi. Cắm cọc. Cắm cọc. Đéo có tiền cắm cọc luôn ạ. Ừ. Ôi hotel luôn. Ôi trời ơi, mất mẹ Monopoly rồi. Mẹ thằng này cứ mỗi chỗ nó cắm một cái khách sạn này khó chịu thực sự ấy. Ôi trời ơi, rồi, mẹ đây đến rồi, tao đây ăn rồi, cất rồi. Đây rồi, đây rồi. Ui. Ôi trời ơi. Yêu thế.
Khéo thế nhở đội. Ui mày thế. Bắt khéo, bắt khéo nhá. Lion này. Lion này. Ui dồi, ít 2. Ui dồi, vô Sydney là đẹp anh Bảy ơi. Chicago, Chicago. Một hấp lực quá. Ừ, ở trong đây đi. Trời ơi, cái nhà trước cái nhà nào. Khách sạn luôn. Trước mặt anh là khó lắm anh Bảy ơi. Chịu qua nè, chịu nè. Ôi trời. Ừ. Tôi đang đắp Chicago rồi. Không lẽ xui vậy. Đắp Chicago xong qua số 4 vô Lion. Ở đây rồi. Đây rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Khai luôn à. Vãi cả Bill. Anh Bảy bóng ơi. Đây rồi. Bán một số khách sạn thôi. Có người lại được lợi. Ừ. Cùng bách, cùng bách. Bán sơ vị. Cùng bách. Anh Bảy bóng ơi. Cảm tôi lẻ nhỏ Valorant phá đảo rồi. Phá đảo từ đợt nó còn chưa về Việt Nam rồi. Cảm ơn em. Ô kìa, Bẹc Linh. Em xin. Có bốp này, anh vô anh mua luôn cho em đây này. Mua luôn Monopoly luôn. Mua luôn này em. Ui, 1 triệu à? Mình lại giàu à? Giàu thế nhờ. Ui, nhím giàu thế nhờ. Đập lên chia tiền bạn nhím ơi. Ô kìa, cái hamburg của mình thôi chết mẹ rồi, hơi nhầm rồi, hơi sai rồi. Cái xe phớt em mua mà. Ôi, 6.000 tiền à? Đổ hết tiền rồi này, dẫm cả là... Bây giờ dẫm phát lại phải bán nhà rồi. Hơi sai rồi. Luôn này. Sydney, Sydney nào, Sydney nào. Ở đây rồi. Trời ơi, thế nhờ. Đây rồi. Bán nhà, lâu rồi. Ui, em có mỗi khu này rồi đấy. Lúc đầu nghèo vẫn lìn đấy. Không có mỗi khu này. Chủ nhím mua cái Chicago này hơi sai rồi. Trời ơi, mình đầu tư quá mẹ, mày ngu thế nhờ. Thề. Giống em trận trước anh ạ. Cũng mua quả Chicago. Xong rồi thua luôn. Đâu qua trận này mà. À trận này ạ. À? À ừ nhở. Biển đấy ừ, bạn vàng có 2 biển thôi. Không bán biển được. Rồi ôi, ốp lên hotel luôn à. Em xin. Hotel bro. Đặt khu kinh tế, đặt khu kinh tế. Được nè. Không lẽ giờ. Ui dồi ôi. Gì vậy à? Osaka. Vô kìa. Anh Bảy ơi. Anh Bảy ở Osaka rồi. 14.000. Mình vô lý thiệt sự luôn ạ. Bán London đi anh Bảy ơi. Bán London đi anh Bảy ơi. London. Anh chưa em gắn đi. Ui anh đổ vào Lion cái nữa là tuyệt vời này. London đi. Không, không. Béo, đây, anh để Beijing ấy. Beijing 420. Nên mua béo còn mua lại thì nó nhiều tiền hơn. Đây rồi. Ok. Ở nhà mình thật tuyệt. Thiệt là toang quá rồi. Người né chỗ em tới nhờ. Mua căn nhà lại bán căn nhà. Nè, anh Bảy vô Sydney cái là bùng nổ này. Thằng này có cái Sydney cứ gạ suốt. Ở đây rồi. Okay. Ôi. Bán Paris. Bán bây biển, bán bè dinh. Bè dinh với biển là được, bán đây. Bè dinh với biển hai cái. Bè dinh một biển. Ui, 2 triệu 8 rồi, mẹ lại cung bách rồi. Ai đã vô mua căn nhà mua lại những gì đã mất nào. Mua chẹp phần chip đi, trời ơi. Sydney, Sydney, Sydney. Ui. Ôi, mua lại luôn. Của cái này nó giờ chưa mất luôn á. Đồ combat rồi. Mua lại luôn lấy World Cup luôn em. Xem mà. Ừ, mua lại có World Cup luôn mà, có sẵn luôn. Đừng nhím ơi. Xong rồi xây lên phát là nó mẹ một cục tiền to luôn, thằng nào dẫm vào thằng kia chết. Thinh ngừa bao ít. Thinh ngừa bao ít. Ơ, không mua à? Đâu. Về nhà rồi. Đâu, để tiền up. Ủa, cái điện đây rồi, có tiền rồi. Hôm qua chỗ này phải đảm giảm thôi. Không giảm không được. Làm sao sinh tồn hết đống này ta. Bán thêm cái Paris nữa. Trời ơi. Trời ơi, dễ dẫm Sydney thế nhờ. Sydney. Ui, may thế. Mẹ có nên mua lại cứu đằng 7 không nhờ. Mua đi anh. Đợi gì nữa. Chỗ này ngon mày. Ừ, chỗ này ngon. Không. Em ơi, phải cho đằng 7 chết hẳn em ạ. Ui dồi ôi. Ok, em biết thêm mua lại. Trời ơi. Ok. Mua lại luôn. Đấy, 1 triệu thì thấy... đáng đầu tư anh ạ. 1 triệu thì đáng đầu tư.
Chứ em chết là người khác cũng mua à. Ui đầy quá, lại có tiền đi rồi, 2 triệu. Mình tính có hơi sai không nhỉ? Ôi lại có tiền khác tiền rồi. Tính có hơi sai không nhỉ? Vô lại ăn cái đứa ăn váy ơi. Mua cũng đâu có tác dụng gì đâu. Cầm tiền, xin tồn với chứ. Đây rồi, anh xin. Xin tồn thôi. Có lẽ nào. Trời ơi, bán biển nữa kìa. Bây giờ trên lệch đó là ai chết trước thôi. Cái Sydney ơi. Thề có mai đập Sydney nữa kìa. Ui, khéo thế. Qua luôn. Ui giời, qua tour hợp lý bạn ơi. Dubai luôn nhím ơi. Lên hotel đã, lên hotel đã. Xay dầu xay cho người ta mua tiếp. Bây giờ ui, mua lại anh, mua tiếp. Mua chứ. Anh cứu mày đấy nhá. Mua chứ. Đã quá. Độ giàu tê nhở. Cứ mua rồi, các người khác cho mua. Bây giờ mình để anh đủ nhiều tiền mà. Sydney. Ui rồi đây rồi, may thế. Ôi, thằng nhím đổ kìa. Đấy, mà cái Tokyo này cuối cùng mới dẫn lên lại được hotel à. Hotel. Ây giời. Ừ, động đất. Ô kìa. New York em ơi, mất cái Monopoly của nó kìa. No, hắn bắt. Luân bảy ơi. Bảy ơi, Monopoly nó kìa, giảm tiền nó xuống đi cả dãy kìa, còn nó đắt vãi lìn rồi. À không, hắn bớt hợp lý. Cái New York nhà số 3 rồi em ơi. Hắn bớt anh độ nhiều tiền kìa, anh nhìn vào xem. Đúng rồi, chứ là anh. Nhưng mà cái Monopoly ba con như kìa, em nghĩ yêu kỹ vào. Về tí em dẫm vào đấy em cũng chết đúng không? Không dẫm nữa. Giờ này coi chứ là đúng không? Ok kìa. Sao lại thế? Lại thế ôi trời ơi. Để cho mù béo chết trước anh. Ok, bây giờ em sinh tồn mà. Mà không chơi game rồi. Đầu bùi gì nữa. Ôi trời ơi bạn tin. Không, nghĩa là anh phá đang mô đúng không? Để sao anh sinh tồn. Hợp lý cũng hợp lý. Ôi trời ơi. Ai em này. Khéo thực sự ạ. Sao đây cũng được. Lên này thôi. Ây da, giờ còn miếng đất nào ta? Úi dồi ôi, Bali. À, mẹ chống biển. Ôi, ông hoàng bãi biển đó. Úi dồi ôi. Ui, quả Osaka này của anh ăn được nhiều tiền vãi lìn rồi ý. Trời ơi, đen chờ. Bắt được. Đây rồi. Mẹ kinh nhờ. Giành nhau từng tí một ạ. London thế nhờ. London hay là Chicago nhờ. Chicago đang có bảo vệ em ơi. London là đủ rồi. 5 triệu. Ây da. Cả bìu thật. No. Đâu Chicago lên hotel rồi mà anh bảo vệ. Ui. Đây rồi. Xin phép hợp lý vai bưu tề. Trời xe cái cấp xong rồi. Cùng lắm anh mất 2.000 nhím ơi, anh yêu em. Hợp lý rồi anh ơi. Ui búp vào lên đôi chuẩn tê nhở. Chuẩn. Ui gần rồi nhím ơi. Dubai no. Ê nhím ơi. Đây rồi em đang cố đây. Bốn. Ui dồi. Ông sao lên hotel. Bốn. Sao mày lộ vào phát được Dubai luôn. Bốn. Bốn là bốn. Không. Đội không dám nhìn. Bốn. Nhưng mà bịt mắt thì không có tay cầm chuột. Không được. Ui dồi. Ôi mẹ ơi. Đây rồi. Mẹ mặt thế nhờ. Cú bách. Tokyo này, ơi cơ hội bit cao chứ mẹ đéo phải là World Tour nhở, World Tour là mình thắng luôn đấy, World Tour là anh bay ở kia thắng luôn, ui rồi, ô kìa, ở đây rồi, ui mẹ ảo trừ 50% may thế, đỡ được bao tiền, căng thế nhở, em phải mua một cái hàng trên của anh thôi. Ui dồi ôi sao tao vào biển nhá. Em mua biển đi. Hai cái biển. Ô kìa mẹ sao cứ vào Granda hoài thế nhở. Ui dồi ôi toàn nhà mình ạ. Ồ
Ủa, đổ cho Vinny là win luôn đấy. Ui dồi. Vinny đổ 2 khó lắm. Đổ 2 mới là đỉnh này. Ui dồi. Đổ 2 khó lắm. Lại quay lại vòng bên này rồi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 đi. Lần đồn ơi. Ui, tất cả tất 5. 5. Lần đồn. Vinny đồn mà em cay tê nhờ. Yes. Yes, bài hợp lý phải chịu. Chưa thua. Tao còn biển, từ. À ừ đó. Còn biển sao không anh? Ừ, chắc còn đấy. Không, em nghĩ phải bám một biển. Làm gì cũng... Ui, có 3 biển lận luôn ạ. Trời ơi, 10 triệu. Trời ơi, cố lên. 7. Được anh ơi. 7. Ít mẹ ra 7 được. Cố lên. Đây rồi, mua thôi. Bọn tiền anh độ thôi. Bọn tiền. Ui, áp lực nha. Áp lực vãi lìn này ạ. Ai sẽ là người vô Tokyo cơ. Này. Tokyo. Ok. À, đây rồi. Đây rồi. Chưa, tao vẫn còn biển. Chưa, vẫn còn biển. Vẫn còn biển. Rồi. Không sao, wow. Còn hai căn. Onin luôn đấy. Onin được. Còn này lại độ Onin rồi đấy. Ui giời. Cảm ơn Tín nha, cảm ơn em. Kiếm rồi đang thả miền đến độ đẹp. Double lè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 đâu là 8 này. 9. Căng đấy nhỉ? Tính chuẩn anh ơi, không phải lệch đấy. Không phải lệch 8 đấy. 7. Cũng được là cái gì đó. Osaka. Ok, sao đéo Osaka nhỉ? Bấm nhầm rồi. Ok. Sao Osaka? Thôi được, không sao. 1 triệu cũng được. Ồ đây rồi. Địt mẹ em, đúng đời. Yeah. Ui giời ơi. Ồ, mua đâu mua lấy hàng luôn đó kìa. Bây giờ nó vào Sydney là nó thắng luôn này. Sydney cái là thắng luôn này. Okay. Ui giời ơi. Giờ mới vô à. Đèn thế nhỉ. Bye bye Sydney đi ăn. Nước còn ăn tát. Hề nhiếm đỏ thế nha. Ừ, thằng đỏ quá. Toàn người đi trước người ta một bước đi. Điều thế. Ô kìa. Ui, tống mình dình thuế đây. Cái Sydney xây lên khách sạn bao tiền nhỉ em nhỉ? Anh không đủ đâu, em nghĩ thế. 360 mấy, 360. 375. Đâu nhỉ? 375. 1065 trừ đi 690, 375 anh ạ. Đâu đủ. Ok. Đó em bảo anh không đủ mà. Thì anh bay đâu cũng thế, bởi anh bay né ra để anh đỡ chết thôi. À. Bây giờ làm sao cho nó đâm vào Berlin anh mới có vốn anh làm lại, đúng không? Ok kìa. Đủ rồi đấy. Phát này đủ rồi này. Wow, cũng đang hên xui nha. Tháng 2 Park Linh là cũng. Bây giờ anh vào động đất thì anh động đất được chỗ kia thì cũng có cơ hội. Đấy, nói chung loanh quanh nó sẽ là như thế. Ui, đi đúng 2 dòng trên đất. Ui, cái chỗ này cũng đắt vậy đi đấy. Cũng hay. No. Chỉ không vào Berlin tới. Ôi trời, đây rồi. Còn chơi cái đéo gì nữa. Đây rồi. Ông Sydney, anh vẫn... À đâu. Anh vẫn giữ Berlin. Bây giờ chỉ có Onin Berlin thôi. Tại vì anh để... ấy ở đấy rồi. Anh để cái World Cup ở đấy rồi. Bán Osaka rồi. Ủa thật ra bán thì nó cũng hở ra nữa. Hở ra cho nhìn này mà vào Berlin thôi đấy. Là game hơi bị bịp đấy. Anh mua Berlin nữa. Ok. Ui dồi mày thế. Thề thằng này nó đỏ thế nhở. Màu đỏ luôn ạ. Thế rồi thế. Được mẹ, đúng số lận đận từ đầu. À ừ. Ôi giờ cũng vậy. Và Hồng Kông nữa thằng á. Được cái Monopoly này. Hồng Kông là thắng anh ơi. Ui.
Ôi trời ơi, anh bảy bóc. Ôi rồi thằng nhím. Ôi trời ơi. Ui, cầm bắt ngoài. Mày để tao cầm bắt không? Tí có chia tiền không nha? 50 50 nhá. Ôi trời ơi, đây rồi. Vẫn phải bán một nhà. Bán một biển. Cắt là anh bán biển thôi. Không, anh câu giờ anh động đất biển anh mua lại thôi. Chứ giờ anh bán biển là anh thua luôn rồi còn gì. Mình cái gồng gồng cái Berlin cũng được, nhiếm đạp hai lần thì mới cũng tùy. Anh xui nha. Không nhà biển thì hên xui quá anh ạ. Nếu mà chơi động đất biển thì hên xui quá. Em 10 triệu lần, em đã bắt lên 2 lần em mới chết lần. Đây này, động đất đây này, động đất đây này. Ui dồi, không phải. Ui. Em ít tiền còn đỡ. Ui Saka. Ui. Rất có nhiều mà, động đất biển này hoặc là ép bán biển này có 2 lá lần, 2 lá cơ hội là. Ui dồi, World Championship man. À đấy, hẹp dần đi rồi bảy ạ. Em nhận Tokyo đi. Cho anh độ giống một Tokyo luôn này. Đéo còn gì rồi bầy. Cũng vô câu cơ hội thôi. 11 triệu. Giờ chỉ có vô đúng câu cơ hội thôi. Nãy giờ lâu rồi, chưa có cái ép bán cái động đất ấy. 3 phát double, vãi cả lìn thật. Wow. Có thể nha, anh có thể đi ra nó nhiều khi hơn anh. Sydney. Ok, Paris à? Mua luôn luôn rồi, quá trời. Rồi mình nhiều tiền mà, mua đi. 3 ô để win luôn rồi đấy. Nhím OP. 3 ô để win luôn. Ui, ăn dáng này là ăn được hai mấy cà, đỉnh chê nhờ. Đâu, chưa đến 6.000 với cả 2, 4, 6 à, đúng rồi. 12 nữa là 18. Ừ, 18. Cơ hội. Cái điệp mà ông đời. Cái thế nhở? Không phải là lá này. Bài biểu ạ, tại là lá đấy. Lại tiếp đi. Ui dồi ôi, Dubai. Ui dồi ôi. Ôi dồi ôi. Thôi, thôi. Nghỉ, đéo chơi được nữa. Yes. Vẫn lại 8.000 là được rồi. Comeback, comeback. Mẹ à, thề. Không quả đấy anh mà win được con biển Dubai nữa thì mới hay này nhờ. Vậy khó anh này. Ôi, 20 nghìn mờn quá. Mẹ là hên quá. Em cũng bị kiểu comeback mấy lúc cuối ấy. Điều ấy. Mới đặt cái cúp cái đạp vô liền luôn đấy, tin được. Đỏ vãi vậy liền. Vậy mà bảo tạo phòng xui lắm. Ờ, anh là cộng 8 này. Bồ lại chết trước hay là thằng 7 chết trước ấy nhờ? Em chết trước anh này. Thế là em là 14 này. 7 6 à, nữa là 7 cũng 14 à. Em nhím nhá. Em trừ 4 12 nè, trừ 12. À 12 ừ. Nhím là cộng 18 à đúng không nhỉ? Ui. Nguyên trừ 25. Trông sai thế nhỉ? 2 4 6 đúng rồi 18 anh ơi. Đúng không? Nhím 15 đúng rồi. Đúng rồi ạ. 25.000. Bây giờ anh cộng trừ vào xem nó cân không mà biết là đúng hay không mà. Trời ơi. Tao chuyển cho mày 26. Ừ đúng rồi. 14 nhím nhá. Ừ. Đúng đời. Xong rồi anh 7 chuyển em 4. Đấy. Được, được. Chuyển anh độ 8 là đẹp. Ừ. Ừ. Hiểu luôn. Mà thôi. Trời ơi, ăn được đời. Tí cũng được rồi, hơn là thua. Mẹ gỡ được một tí.